listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. You could meet a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos días, rayito del sol. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng trên hệ thống Việt TV Radio. Và thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay gồm có chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm, Tường Minh, chào chú, chào anh. Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và kính chào quý vị khán thính giả của khách hàng của Cà Phê Sáng. Yeah. Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả một lần nữa và đặc biệt là quý khách hàng tân chủ của quán cà phê. Chào chú Cơ, anh Kiểm chào bà chủ Tường Minh. Anh Kiểm là coi như là nâng cấp tôi đó nha. Chào chú Cơ và anh Kiểm chào Tường Minh, ghê chứ. Bữa nay là chú Cơ với lại anh Kiểm á, là mới sáng vô là tươi như hoa luôn. À, quý vị biết lý do tại sao không ạ? Không biết là trước chương trình hai người nói chuyện gì với nhau mà vui đột ngột như vậy. Không, có thể nói được để cho quý vị thính giả chia sẻ chứ. Hai đứa chúng tôi bàn về những cái vấn đề mà con mắt là cửa sổ của linh hồn. Chị công nhận không? Mọi người đều công nhận là con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cho nên những cái con búp bê đó mà dầu cho búp bê tình dục mà khi người ta develop, người ta chế tạo nó có tốt đến cái cỡ nào đi nữa, nó có giống như người thật đi nữa, nhưng mà con mắt họ vẫn chưa làm được. Đó là ý kiến của anh Kiệm. Cho nên mình chỉ nhìn có mắt là mình đã không ưa rồi. Vì anh Kiệm anh ưa nhìn vào cái linh hồn của người khác. Anh không ưa nó, dù rằng là cái trí thông minh nhân tạo nó làm cho cái con búp bê đó nó học được cái gì đi nữa. Nhưng mà con mắt nhìn vào con mắt vẫn biết đó là con người già. Thành ra anh vẫn không chịu. Đó. Đâu có đó. Đâu. Lúc đó nhắm mắt không à. Thưa quý vị, nhưng mà trước khi nhắm mắt là phải mở mắt chị, chứ đâu phải khi nào cũng nó nhắm mắt đâu. Yeah. Ông anh và niên trưởng của tôi mở hàng rồi, cho nên nói rõ hơn để rộng đường dư luận. Tôi từ trước giờ tôi chống búp bê tình dục, nhưng mà nếu AI tức là cái thông minh nhân tạo dạ, cũng vâng. là do con người mình viết ra, dạ. nếu mà một ngày nào đó họ làm được con búp bê tình dục mà cái mắt mà nó có hồn mà tôi cảm được đó, thì tôi sẽ mê nó. Còn cho tới bây giờ, có body có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, tôi vẫn sợ, có cái cảm giác giống như là con ma. Tôi nói thiệt. Còn tôi phải công nhận anh Vũ Kiệm nhận xét đó rất là đúng nha. Bởi vì con mắt mà nhìn con búp bê thì phải thấy là con mắt nó khác, con mắt nó bất đồng lắm, nó không có... Có cái linh hồn. Dạ, như là mình. Dạ. Thế cái đó là coi như là nó mất đi cái lạc thú ở trong đời tới 50% rồi. Dạ. Khi mà người ta rung động đó, cái mắt người ta nhìn giờ, nó tê dại. Vâng, bây giờ anh Vũ Kiệm mua giấy số. Ok. Anh trúng một 500 triệu hay là anh vui, phải không? Anh trúng 1 triệu anh có vui không? Vui. Trăm cũng vui. Thì vậy thôi, thì đó là cũng như là bây giờ cả một búp bê mà chỉ có con mắt mà. Ông anh gài tôi. Không, cái vụ này, hai cái đó không có suy luận về được anh Cơ. No, anh gài tôi rồi. Đó, thấy chưa, ít ra không, là cũng phải vậy. Tiền là tiền, 1 triệu là nhiều lắm chứ. Nhưng mà còn cái kia là cái lạc thú ở trong đời. Chào ơi. Lạc thú mà anh có gì mua được lạc thú của anh? No. Nếu mà anh quan niệm nói... một cách bình thường, lạc thú xong rồi cho xong rồi để thỏa mãn rồi thôi đó. Thì nó không còn là lạc thú nữa. Tôi khó tánh như vậy đó. Đã nói là lạc thú tức là nó phải có những cái nghệ thuật yêu đương của nó. Anh ơi, dù sao anh có búp bê còn đỡ hơn anh phải nói chuyện với chị Năm. Thôi.
Bà chủ có muốn bị đóng cửa bị phạt không? Em đâu có nói gì đâu. Em có nói gì đâu. Búp bê còn đẹp hơn. Tại vì hơn. Anh nghĩ xa quá chứ. À. Thì dĩ nhiên đang nói chuyện đó tôi phải nghĩ chuyện đó rồi không, anh cơ. Thì nắm hôm nay anh phạt tôi anh Minh bà chủ phải không? Vậy thôi. Coi chừng bị phạt đó. Em đâu nói không gì đâu. Phạt. À, cái người chính nào quyền mà không xin... phạt nhưng mà khán thính giả sẽ quở đó. Email no. Hà Rầm cho coi. Anh nghĩ bậy là lỗi của anh. Em chưa có nói cái chữ nào bậy hết nha chưa? Đồng đừng ý. Có, đừng có nói, đừng có gán ghép cho em nha chưa? Tại vì anh khiêu lên cái chữ đó. Khi người ta nói anh giật mình. Để anh đừng giật mình thì đâu có ai nghĩ đến nó. Tôi cũng nghĩ đến nó. Mô Phật. Amen. Thôi, đổi đề tài đi mà chú. Anh vừa mô và vừa amen là ghê, anh là sợ quá rồi đó, sợ, sợ ghê gớm rồi đó. Anh bị rối loạn tín ngưỡng. Không, không, cho fan đúng của tôi, tín ngưỡng thì... không, không, fan của tôi là cả hai tôn giáo thì họ thấy cái lòng thần, lòng thành của mình. Không đùa cái kiểu mời dâm dục như vậy nữa. Nói nhầm thêm chuyện nữa rồi. Người ta nói chuyện trong sáng mà anh là nói chuyện trong tối. Không có được. Chết anh chưa? Dạ. Người ta nói chuyện tình yêu trong sáng, anh là cứ nhắc đến những cái chuyện trong tối. Rõ ràng cái này là anh Vũ Kiểm, mình là không có tội gì hết. Anh Vũ Kiểm, cái người suy nghĩ là người có tội nha. Đúng rồi. Suy nghĩ tôi, rồi mà nói ra là tôi còn nặng đã hơn. Suy nghĩ thì để trong đầu đi, suy nghĩ còn nói ra nữa. Còn tôi nặng hơn nữa. Dạ. Thôi thì để tôi ngồi im chút, tôi suy nghĩ coi tội tôi là như tội nào. Một lần hai mà chiêu, chống không nổi. Chống không nổi. Khi mà ông anh ông phản mình vậy, thôi chống không nổi. Đi đi đêm với bà chủ thôi chịu thua. Thì thôi chờ. Xin lỗi quý vị. Cười hello. Để cho có một cái tiếng cười trong buổi sáng mà thôi. Ai suy nghĩ bậy là cái người đó là có lỗi nha. Tường Minh không có nói gì bậy hết. Quay trở lại với chuyện ngày hôm nay thì hôm bữa thứ sáu mình có nói về những cái điều mà người phụ nữ không thích, không thích khi mình mà động tới. Thì mình đã hứa là nếu mà đã nói phụ nữ rồi thì cũng phải nói tới nam giới nam nữa giới. Okay. Chứ không có thì là nói sao cứ lôi các bà đã nói. Vậy thì những cái điều gì mà người đàn ông không thích bạn đời của mình hoặc là bạn bè luôn động tới? Không, bạn đời thì tôi đồng ý nghe cái ý kiến xây dựng hoặc là chỉ trích, tức là vợ chồng với nhau hoặc là bạn gái với nhau, nhưng mà bạn bên ngoài đó. Dạ, có những cái điều mà khi mà nói tới là tự nhiên là tự ái nó dồn nhảy động động rồi. Là nổi. Tôi có thể kể ngay và tôi đồng ý với nhiều ông. Cái người, tôi không biết anh Cơ làm sao nha. Cái người mà đàn ông kỵ nhất mà họ cho rằng nhục nhã nhất đó, thằng đó là cái thằng sợ vợ. Không có gì ê chề bằng cái điều đó hết. Cái đó chạm tự ái lắm á nha. Tôi là không nghĩ đến vấn đề đó. Tôi nghĩ đến vấn đề khác mà tôi không tiện nói. Anh lại... Không thiệt đó, cái vấn đề mà tôi không tiền đó là ai cũng ngầm hiểu và ai cũng thấy sư phụ nó có trong cuộc đời này. Cái đề tài đó đã con đã để lại ở cái khúc sông đó rồi, sư phụ vẫn còn cứ mơ tưởng tới nó chi sư phụ. Thì đó cũng là một vấn đề. Đó là một vấn đề chứ. Okay, là một rồi, đề cuộc sống thôi. Anh phải bàn hết cả mọi vấn đề rồi, góc nhìn chứ đâu có phải anh là hạn chế như vậy. 360 độ vào không? AC 360 độ. Rồi. Nhưng mà tôi thấy có nhiều người bị dị ứng, nhiều ông bị dị ứng là bị chê là sợ vợ. Cái đó là có thật. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi mà người đời người ta lại chế ra những cái câu là sợ vợ mới anh hùng. Sợ vợ tao chứ đâu phải sợ vợ thiên hạ đâu mà sợ. Nhưng mà tôi thấy hèn thật. Người đàn ông mà sợ vợ hèn thật. Đâu có đâu, có nhiều người họ rất là tự hào là họ sợ vợ chứ. No, cái đó là... Không, có chứ, như tôi chẳng hạn. Anh can đảm anh yeah, tôi sợ vợ. Tôi vẫn nói rằng tôi là đảng viên của đảng sợi tóc. Tại vì sao? Sang server hả? Sợi tóc tên là server. Thành ra tiếng Anh, tiếng Tây nó gọi là server. Tức là đọc đến nghe giống server. Thành ra cái người đảng viên đó họ nói ngược lại, bảo là những người server là những người thuộc đảng sợi tóc. Những người sợ vợ là mà can đảm mà nhận mình sợ vợ là anh rất anh hùng. Chị có biết cái chuyện về sợ vợ không? Cái chuyện nó rất hay để tôi giúp ý kiến cho mấy vị đang ngồi chờ để mà kêu đừng khỏi vào. Yeah. Thế thì có một anh chàng đó khi anh xuống, anh chết anh xuống dưới
âm phủ đó, thì anh mới gặp lúc đó là giữa âm phủ đang họp đại hội những người server. Thế thì ông Diêm Vương ấy bảo thế này: người nào server đứng bên trái, người nào không server đứng bên phải. Thế thì bao nhiêu người server đều qua bên trái hết, là hầu như là bên phải không có ai, ngay cả Diêm Vương cũng bước xuống, cũng bước qua bên tay trái, chỉ riêng cái thằng cha mới chết xuống nó bước qua bên phải. Thế Diêm Vương, mọi người vỗ tay hoan hô, ấy gọi: ê, Du phải cho biết rằng là tại sao mà Du không có sợ vợ. Thằng kia bảo: dạ đâu có, em cũng sợ chứ, nhưng mà vợ em đã có dặn thế này, cái chỗ nào đông người đó đừng có tới, cái đám đó là toàn đám tầm bậy nhất, nó sẽ gây ra làm cho em, làm cho anh mất cái nhận xét và làm sai lạc đi, cho nên bên này đông quá, mà tôi mà qua đứng bên này, cái bên đứng với mấy vị đó là vợ tôi nó biết, nó la tôi. Nó phải qua đứng cái chỗ mà không có người đó, đó là cái chuyện nó rất là hay về vấn đề sợ vợ. Cái tôi ông đó là được bầu làm coi như là chủ tịch hội sở, đó là hình ảnh của tôi trong tương lai, xuống âm phủ rồi mà còn sợ đến thế. Thôi mất mặt KBC trưởng phu Nam Nhi hết anh cơ, mất mặt KBC còn hơn là mất mặt Nam Nhi. Chống anh cơ vụ này. Chẳng lẽ là người đàn ông chỉ có hai cái điều đó là hai điều mà dị ứng nhất, khi là đụng tới là nổi giận, dậy nảy như là đĩa phải vôi, nói mình là sợ vợ, hay là giống như anh Vũ Kiểm chú Cơ thì sao? Không đủ khả năng. Đúng rồi. Hoặc là hai những điều. Cái khác, nhưng mà tôi nghĩ những cái khác người ta nghe thường nó nhàm. Giống như chồng của cô A, cô B, cô C đó là một cái người bất tài vô tướng, cái chuyện đó là nghe nó thường. Ok, thì cái đó I am what I am vậy. Nhưng mà khi mà nói tới nó là một cái người sợ vợ thì cái đó nhục lắm. Có gì đâu phải không chú Cơ? Có gì đâu. Nếu như mà vợ mình sợ chẳng có gì nhục hết á, chỉ sợ vợ bạn mới nhục. Tôi vẫn hiên ngang ngồi bên cạnh Vũ Kiệm mà đâu có sợ gì đâu. vẫn ngẩng cao đầu dạ. Rồi thì tóm lại là đề tài ngày hôm nay là những cái điều gì mà quý ông cho là tối kỵ, khá là dị ứng khi mà nhắc tới các ông không thích. Hai điều mà chú Cơ đây là có hai người đàn ông trong có hai người đàn ông có hai kiến rồi. Mời quý vị gọi vào nhé, 7139311560. Có thể nhiều khi quý bà cũng nhận xét được về cái tính đó của quý ông, chứ không phải là người gọi quý ông thôi. Quý bà sẽ thấy là khi mà mình nói cái điều gì mà các ông bất mãn nhất dạ, các cô cũng gọi vô để mình tránh. Đúng. Không có để dễ bị ăn bụp. Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào. Xin chào và xin tắt TV, radio. Dạ. Anh. Dạ, chào mấy anh chị trên đài. Dạ vâng, chào anh. Dạ, tôi thì cá nhân của tôi thôi, là tôi quan tâm cá nhân thôi. Tại vì tôi thấy là sợ vợ thì không có sợ, nhưng mà tại vì mình thương vợ thương con thôi, chứ không có là sợ. Không có gì nhục đâu phải không anh? Dạ. Mình nệ thôi. Dạ. Cái này là chi, tại vì mình thương vợ thương con rồi mình nhịn thôi, chứ thực tế ra là không có phải ai sợ ai hết, là một cái thứ hai nữa. Nhưng mà ngược lại mấy người đàn bà đó là khổ một cái á, thấy chồng á người ta thương, người ta lo rất nhiều, rồi cái hay lắng tới không có suy nghĩ kỹ, rồi nhiều khi lấy cái nước đó, cái bàn đạp đó là cái đạp hoài bắt đầu từ ngồi lên cao luôn. Cái đó là một cái là cũng không có tốt, không cũng có đúng. Nhưng mình mà khi mà chạm phải cái điều gì thì anh Hùng là dễ nổi giận nhất? Không, mình không có nổi giận lắm, nhưng mà tại vì mình nói ok, em nói cái này em nói cho nó đúng đó, mà nếu mà đúng thì em nên nói đó, mà nói mà đúng mà anh sai thì anh biết cái sai của anh, và ok thì anh sẽ nói em nghe cái sai của anh, chứ còn mà không có thể nào mà nói mình hơn thua với vợ mình làm cái gì, đúng không? Nhưng mà người đàn bà ngược lại, người đàn bà cũng phải có một cái ý tứ chút xíu. Cũng phải có suy nghĩ. Người chồng ấy không phải là người ta sợ mình, người ta thương mình, thương vợ thương con, người ta muốn cái mái ấm gia đình để cho nó hạnh phúc thôi. Chứ còn cãi qua cãi lại, nhiều khi chị thấy không, cãi tới cãi lui thì lúc mà nóng lên thì là
đóng lên thì coi như là nhiều khi á, người ta nói là lựa lời mà nói chung với đồng nhau, lúc nóng lên thì mình không thành vô được cái lời nói của mình, đông ra thì nó chụp mẻ thì nó hay ho gì đâu, đúng không anh Hùng? Nhưng là... mà điều gì làm cho anh dễ nổi nóng? Nóng nổi nóng á thì ok là đừng có ăn trầu đó, mình không có ăn trầu đó, một lần thôi đừng nói nhiều, cứ nhàm tới nhảm luôn hoài là nổi nóng không? Là sợ nhất là chuyện là cứ lặp đi lặp lại hoài một cái lời. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Đúng rồi. Đó, nói một lần thôi là bỏ, chứ đừng có nói riết, đừng có nói dai. Mình phải nói vậy cho mấy bà nghe, mấy bà dần phải nói ra, đừng có nói dai. Dạ. Phải không anh? Trời ơi, tự nhiên nó buồn buồn á. Dạ, tự nhiên buồn buồn á, tự nhiên là móc chuyện cũ ra nói là mình không thích. Móc chuyện cũ ra nói là quá thì thưa anh nha. Quá đúng nha. Chú Quý chú cơ dễ sợ. Bà này ăn trầu, bà trầu kiểu bà trầu xa xưa rồi, cũng đem ra nói nó móc cái này nọ. Nhưng mà chuyện mấy bả thì mình đâu có thể móc làm gì, tại mình đàn ông mà. Đàn ông mình đâu có là lọc soi mói những cái chuyện quá khứ làm cái gì. Tình cũ nghĩa xưa nhầm nhờ gì đâu. Chắc chứ. Em nhìn chút đâu có sao đâu. Em nghi lắm. Nhưng mà mấy bả thì cái này là mình cũng có ý là vậy, là mấy bà ok không phải là người chồng sợ mình đâu nha, nhưng mà tại người ta thương vợ thương con thôi. Anh đó, thôi chứ chú cơ sợ. Nhưng mà đàn bà cũng phải nên ý tứ chút xíu, là cái chỗ là ok là chồng mình nó thương mình, thương con, nó nể mình, ok là mình phải biết tôn trọng lại người chồng mình, đừng có thế mà cứ làm như vậy là cứ coi thường chồng mình là không có được, là không có được. Nhất là coi thường mình trước người, trước đông người hay là trước những cái người quen đâu vậy là không nên. Đó là càng là cái đó là bây giờ là anh nói cái đó đó chú cơ, nói đó bây giờ mình nói chú cơ nghe. Mình làm như vậy đó, người ta đánh giá mình chứ không phải đánh giá chồng mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình lại chở người ta mà mình làm như vậy đó, ok là người ta sỉ mặt mình, tuy rằng người ta nghe thả lỗ tai người ta chứ mình trước. Sáng nay anh mở hàng là nhất. Dạ tôi có ý vậy thôi. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Sao vậy chú cơ? Anh nói rất đúng đấy chứ, mấy cái chuyện đó là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Sao chú cơ có vẻ tâm đắc dữ thần vậy? Tại sao? Vì nói ngay đúng cái tâm của tôi mà. Nói chú cơ. Tôi phải nhìn mắt anh cơ. Coi có phải là giống cái mắt con búp bê tình dục không? Để tôi đo cái độ. Anh ở đó mà anh cười. Nhìn. Anh châm dầu vào lửa. Chú cơ, bữa nay săn rẻ sao chú cơ? Cô săn chế vô dữ thần luôn. Làm anh Vũ Kiểm anh nhìn và ánh mắt của anh Vũ Kiểm làm cho Tường Minh không thể nào nhìn được cười hết thưa quý vị. Chúng ta đưa ra đề tài là cái điều cấm kỵ mà người đàn ông không có thích chạm tới. Thì có nhiều người nói là người đàn ông rất là không có thích khi mà vợ của mình nói xấu chồng. Các bà gặp nhau thì... Rồi sao kêu nói xấu hả chị? Nói xấu. No, chị nói cảm tượng của họ thôi. cái đó mới là điều cấm kỵ đó. Yeah. Vợ mà đi nói xấu chồng sao ai coi? Còn người đàn ông khó nghe, những cái lời khó nghe là bị chê bai cái kiểu mà yếu xịu hoặc là sợ vợ. Không? Cái đó không có cấm kỵ. Quý vị thoải mái có quyền suy nghĩ nhưng mà đừng nói ra. Nói xấu chồng cũng là một cái điều mà các ông cảm thấy khi mà nghe được thì rất là bực bội. Hoặc là bực khi... cái gì, có nhiều người coi như là nhẹ là bợp tai, nặng là coi như bị phạt đâu, nặng ấy chứ. Không bà... có người vợ nào có tư cách mà lại đi nói xấu chồng mình hết rồi. Nói xấu chồng... Cái đó không phải là vợ rồi. Tôi nói thiệt. Có no chứ. Way, không? Dạ. Người ta đã gặp nhau, người ta nói xấu chứ để nói tốt thì mất công. Sau khi ly dị thì tố khổ nhau, nói xấu nhau, ok. Còn ở với nhau mà đi nói xấu chồng trước mặt bạn bè, cái điều đó là điều cấm kỵ. Tôi nói đó, thiệt. Đó, mà, thấy chưa đó. Ngay mình nói xấu bạn cũng còn không được nữa, đừng nói xấu chồng. Nói xấu chồng. Dạ. Nói tốt quá rồi bạn, mình để ý chồng mình sao? Ồ, cái đó là cái bệnh của đàn bà. Trời đất ơi, chồng của chị là chị dữ dễ dàng. Suy nghĩ một cách rất là... Nói vậy sao được. Bị như là bị làm như là mình tốt, mình có chồng tốt thì mình phải giấu. Không, mình làm sao để cho chồng ở lại với mình, dù rằng bao nhiêu phong ba bão táp, bao nhiêu quyến rũ ở bên ngoài, bao nhiêu búp bê tình dục cũng không có lôi được chồng mình ra khỏi tay mình. Tôi đồng ý với anh cơ. Ngon thì hãy tỏ bản lĩnh đi. Sao?
không có bản lĩnh đó. Hèn gì cứ luôn luôn rú, giống như là có mấy quan niệm đào hầm rồi dựng hàng rào nhược tiểu như vậy, nhìn đâu cũng sợ hết. Sợ chứ. Trời ơi, bây giờ Lý Thông thì nhiều, Thật Xanh thì ít gà. Xây hàng rào không? Hở thì hở thì chúng rinh. chúng rinh mà anh. Mời quý vị, gọi vô nha, có rất là nhiều những cái điều mà người đàn ông không cho là không nên đụng chạm tới, có nhiều lắm. Mình nghe chỗ này chỗ kia, không phải là chỉ có hai điều giống như là anh Vũ Kiểm với là chú Cơ nói, là chỉ có chê chuyện sức khỏe hay là về chuyện sợ vợ, không phải chỉ có cái điều đó thôi. Nếu mà đưa ra hai điều đó chắc là thính giả không dám gọi vô đâu, hơi khó đúng không ạ? 7139311560. Sao mà về những cái điều cấm kỵ của phụ nữ thì mình thấy đắt hàng hơn là những điều cấm kỵ của đàn ông vậy? Chứng tỏ là phụ nữ nhát gan. Bây giờ chứng tỏ cho đàn ông biết là quý vị, quý bà, quý cô cũng coi như là đường đường chính chính như ai, thì cứ việc nói đi những cái xấu của bọn đàn ông anh em chúng tôi. Dạ, dạ. Mời bạn khán giả trên đường dây nhé. Alo. Dạ. Dạ, không ông nữa. Anh nói chưa đã. Cho tôi góp ý cái. Dạ vâng, mời anh. Dạ. Cái người mà vợ mà nói xấu chồng á, tôi nằm trong cái tình trạng đó. Lần đầu tiên tôi lấy người vợ đầu tiên á là cách đây 15 năm rồi. Thì tôi cũng tôi thùng luôn, hồi nãy tôi mới gọi đó. Thì coi như là cái người vợ của tôi á, cái chuyện mà ăn ở với nhau á là đi kể cho bạn bè nghe, nói bây giờ cái này tôi nói thẳng ra, nói về cái chuyện ăn nằm với nhau. Đó, rồi tôi nghe được, bắt đầu là cái người đó họ nói lại cho tôi nghe. Đó. Thì coi như là tôi nói tại sao chuyện gia đình mà tại sao em đi kể cho chuyện phòng the mà tại sao em đi kể cho bạn bè nghe vậy. Thì bắt đầu là nó nói là bắt đầu cái người sống với tôi chối. Tôi nói em đừng có chối, bằng chứng anh có rồi, đúng không? Đó, người bạn của em kể cho anh nghe luôn, người bạn thân của em đó. Rồi xong rồi sau này tôi nói hoài ok rồi, bắt đầu cứ cãi tôi nói thẳng luôn, tôi nói là cái chuyện là em là người sống với anh, mà cái chuyện của anh với em mà em đi kể người ta nghe là anh nghĩ thì em không phải là cái người sống với anh đâu, thôi anh phải chấp nhận chia tay em. Là tôi chia tay liền. Là một tuần sau là tôi chấp nhận cho cô ta ra đi, tôi không có chấp nhận cái loại người như vậy. Ừ. Nhờ anh chị giải thích giùm cho tôi phần góp ý. Nhìn bằng anh Kiểm à, và cho anh Kiểm. Ủa anh hỏi thằng ý kiến Vũ Kiểm hả? Ai cũng được đó, chị là anh là không được. Là bây anh muốn hỏi gì sau khi anh đã trình bày? À, anh hỏi rằng là cái trường như vậy đó là có được hay là không được? Thì không thì được, dứt khoát là dứt khoát được. Là không được rồi. Dĩ nhiên dành người vợ của anh, người vợ cũ 15 năm trước của anh là sai. Một trong những điều cấm kỵ, không có ai mà vạch áo cho người xem lưng. Mặc dù có hận chồng cho tới cỡ nào đi chăng nữa, không nên có cái thái độ như vậy. Còn cái cách hành xử của anh thì cũng quá vội, và anh cũng coi như là một người hơi quá đáng, là quá nóng nảy. Cái chuyện đó chưa có đến cái độ mà phải xử trảm. Anh Vũ Kiệp, cái chuyện này đó, tôi cho rằng là người thính giả hoài vào đó là người ta kể là cho ngắn lại thôi. Yeah. Nhưng mà câu chuyện đó nó sẽ rất là dài mới tình đi đến cái quyết định đó được. Yeah. Anh có hơn tuần là quyết định à? Thì dĩ nhiên là phải đôi kéo rồi, phải lèn ăn nhiều chuyện khác rồi mới đúng rồi, tức là những cái thôi. Yếu tố khác cộng lại. Nhưng mà chỉ vì cái chuyện mà như anh Hùng nói là vì tố khổ anh cho nên anh bắt phải ly dị bỏ bà, cái không, tội đó rồi. Chưa đến cái quyết định là phải xử trảm, tội đó là phải xử trảm. Why? Tức anh, chuyện đó là chuyện thứ nhất là chuyện trong nhà. Mà chuyện đó là cái chuyện, tại vì nếu như mà khi đó người ta đã có cái sâu này rồi thì ai cũng biết là cái đó là một trong những điều cấm kỵ của đàn ông, không có muốn nhắc tới. Tội đó chưa có bắt buộc phải bị kết là cái tội bây chết. Bây giờ tôi hỏi anh chị nghe nè, bây giờ là cái câu chuyện này thì nó thẳng ra là ai mà người sống với mình mà mặc áo cho người ta xem lưng là sao? Cái chuyện gia đình của mình mà người ta đâu có lo được gì cho mình đâu, mà tại sao mình đi... Dễ hiểu thôi anh, tại vì cái người đàn bà đó đã hận anh thấu xương tủy rồi. Chưa. Cái này tôi mới lấy về mà. Vậy là anh phải làm sao mà cái như là chỉ bực bội lắm biết. Chị mới đem ra chị kể cho bạn nghe. Thì đó, anh mới lấy về thì chỉ có anh biết thôi chứ ai đúng biết rồi. Cái là phải ấm ức lắm xin mới kể cho bạn nghe. Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một cái việc. Thưa anh,
Tại vì là tôi nghĩ vậy nè, tôi nghĩ đơn giản thôi, cái chuyện gia đình của mình mà mới sơ sơ như vậy rồi mà đã đi nói cho người ngoài nghe rồi, tôi nghĩ là còn về sống lâu nữa thì còn như ok là nó đưa chiếc tim mình ra ngoài luôn rồi. Thế không thì tốt quá, thôi mình đi trước rồi, cho đi trước rồi. Tôi quan niệm là rõ ràng chính xác. Vâng, anh tôi cũng đồng ý với rõ anh là bởi vì thôi, thế này. Chứ còn tôi, chính xác thì tôi đồng chắc. Ý với anh chuyện nữa là tại vì thế này. Theo ý tôi đó là tất cả những cái tâm tính của người phụ nữ đó, họ không phải là họ có một cái vài tâm tính nó khác hẳn với là những cái tính tình khác. Thường thường tất cả những cái tính xấu hay nó hay đi chung với nhau lắm. Thành ra khi mà người ta có cái tính đó thì họ có thể có những cái tính khác tương đương hoặc là gần gần như vậy. Cho nên khi mà anh bỏ một câu chuyện, anh làm lớn một câu chuyện là có thể ở đằng sau nó sẽ có những cái câu chuyện khác mà anh không muốn nhắc thôi. Dạ. Tính tôi là hay nói thật lắm, nhưng mà nhiều khi tôi nói trên đài tôi nói thật, nhưng mà tôi chấp nhận cho mấy cô phụ nữ ném đá đó. Đó. Kinh nghiệm cái chuyện phòng the hay là chuyện gia đình từng bao giờ mà đi đem ra kể cho tám cho những cái người ngồi nghe họ ok là đủ rồi anh Hùng, chúng dạ. tôi dạ. hiểu được rồi. Một điều nhưng mà cái này đáng chém là chém với cô bạn kia kìa. Tự nhiên cái người ta hai người bạn gái nói chuyện nhau cái đem lại kể cho chồng ta nghe, cái bà đó ghê đó. Không, cái bà đó bà làm được chứ, tại vì cái chuyện đó là phải cho ông chồng biết để ông sửa đổi chứ. Thì thí dụ như là cái này có cái vấn đề, nghĩa là cô vợ phải có cái điều gì đó ấm ức lắm thì ra chịu không nổi kể cho cô bạn kia nghe. Hai người bạn gái tâm sự nhau, cái bà bạn gái kia mắc mớ gì kể lại cho anh Hùng nghe. Vì đó là đàn bà. Cảm ơn anh. Đợi ai ném đá thì ném đi. cho tôi nói câu cuối. Dạ vâng, mời anh. Tôi mới lấy người ta về mới có 2 tuần thôi, hiểu không? Đó, mới có 2 tuần thôi mà làm cái gì mà phải ấm ức tôi đâu. Mới có 2 tuần ấm ức cái gì? Có nhiều khi một ngày đã ấm ức rồi anh ơi. Để mình xây dựng cho nhau không? Nếu không, chị phải nghe là đầu đuôi câu chuyện đó nè. Nếu ấm ức thì làm sao người ta làm đám cưới với tôi? Hiểu không? Có được rồi, để cho bà chủ Tường Minh đại diện cho phái nữ nói chuyện với anh Hùng. Chứ còn mình đàn ông với đàn ông nói chuyện với anh qua vộ là không thoát ra. Nhưng mà cái chuyện đó là tôi cho chuyện đó mà nó xảy ra và là bởi vì đôi bên thiếu một cái vấn đề. Đúng rồi. Vấn đề đó là vấn đề ăn cơm trước kìa. Đúng rồi. Dạ. Chú Cơ đi đúng cái suy nghĩ của Tường Minh luôn đó. Tức dạ. là ăn cơm trước kìa. Bà chủ cũng có kinh nghiệm sống như là chú Cơ hả? Không dám. Ủa? Là lão tiền bối. Đúng rồi, vừa đúng rồi hớn hở lắm mà. Dạ. Rõ ràng là cái như là anh là thiếu cái gì ăn cơm trước kìa. Dạ, phải dạ. làm sao người ta cứ nói chung là chị vợ là không được happy rồi đó. Tiếc quá nãy giờ chưa tiếc, thấy mà nào tiếc là gọi không ai nghe được cái giọng cười của chị Tường Minh. Đúng rồi. Không nghe quý được. Bà quý cô vội vô tiếng coi nào. Vậy. Dạ, cái gì nó cũng có lý do của nó hết á. Hay là hôm coi, nay quý coi chị Tường Minh cô, vừa liếc quý... vừa cười mà vừa anh thổn thức không ơi. Hay là hôm nay quý chị em phụ nữ, quý bà, quý cô, quý mợ sợ anh em mình. 7139. Có chuyện đó không? 71, tại vì đưa ra cái chú Cơ mới vô, chú Cơ quất một cái khó quá. Thành thử ra. Không có gì khó, đó là sự thật mà. Thuốc đắng thì giả thật. Thật. Lời thật thì có mất lòng. Chứ không phải không? Dạ. Nhưng mà thuốc đắng thì giả thật. Dạ. Dạ. 7139311560 thôi. Cái vấn đề mà hai cái đề tài server đó. Với lại cái đề tài của chú Cơ á thì nó cho qua bên đi. Cho qua một bên đi. Nó có nhiều cái khác đề nữa tài thưa khác quý vị. Nữa. Dạ. Có nhiều người nói là tôi không có thích mà khi mà tôi có những cái problem, những cái buồn bực, những cái vấn đề ở ngoài đời, ngoài xã hội thì vợ đừng có vặn vẹo, thí dụ như bây giờ bị lay off. Về vợ nói chứ ồ tại sao như vậy này cái nọ, hỏi cho ra nguồn cơn thì cái người chồng hoàn toàn không thích. Cái problem của người đàn ông thích tự giải quyết hơn là để cho bà vợ xem vô, thì quý vị nghĩ như thế nào? Dạ tắt dùm từ mình cái tivi nhé. Dạ xin chào. Dạ xin chào. Dạ mời chị. Dạ dạ em nghe anh hồi nãy anh nói đó. Anh là người đàn ông cao thượng mà khi anh cưới người ta 2 tuần mà người ta ngã ngửa ra, người ta nói cái câu chuyện đó. Nếu anh là một người đàn ông gọi là tốt, đẹp thì anh đâu có lên đài anh nói xấu người phụ nữ sau lưng người ta vậy, đúng không chị? Nếu mà chị Tường Minh, nếu mà chị là phụ nữ thì chị nghĩ sao? Người đàn ông như vậy đâu có tốt. Chị hết nha. Ủa vậy thôi hả chị?
Đó, anh Hùng có đá rồi đó. Thấy chưa, muốn đá là có đá. Dạ, đủ xây nhà luôn. 713-931-1560. Nếu như mà trong cái khía cạnh một người đàn ông nói là không, tôi những cái vấn đề, những cái problem, những cái chuyện của người đàn ông thì họ thích tự mình giải quyết hơn là bà vợ đi theo ở sao rồi ý kiến này ý kiến nọ, hoặc là hỏi cho ra lẽ, đi vô sâu cặn kẽ là thì chú Cơ với anh Vũ Kiểm có thích hay không, hay là để cái đó để cho anh tự giải quyết. Chú Cơ, em mời anh Vũ Kiểm nên trường đi trước đi chứ. Sao? Tôi... Tự nhiên hai anh em mình lại bị coi như là bị tăng mo với cái câu hỏi hóc búa của bà chủ. Người đàn ông đó, có những người đàn ông nói là những cái chuyện rắc rối ở ngoài đời, những cái thất bại hay là những cái problem gì đó của người đàn ông á, họ muốn tự họ giải quyết hơn là bà vợ đi theo hỏi, đi sâu vào vấn đề rồi ý kiến này ý kiến nọ. Con phải hỏi, cái việc hỏi, đó là chính xác, cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ xíu của đàn ông giải quyết trong mọi ngày, tức là mỗi ngày phải đối diện với nó. Cái điều đó nói lên cái gì? Em, tức là quý vị phụ nữ đó, quý chị em phụ nữ đó, đừng có nhiều chuyện quá. Cái chuyện riêng của anh mà tại sao em cứ phải ý kiến ý cò mà không phải tới phần em phải lo cái việc này. Đó, đúng rồi, đúng không? Mấy ông cũng cho cái đó là điều cấm kỵ đó. Xin mời một khán giả trên đường dây. Dạ, tôi tên là Yến. Dạ vâng, mời chị Yến. Câu hỏi của cô Từ Minh là người đàn ông có bực bội khi mà người vợ đòi hỏi biết chi tiết những vấn đề của riêng. Nó tùy thuộc vào mỗi tình trạng hoặc là cái quan hệ gia đình. Đối với chồng của tôi đó thì lúc nào ổng cũng đem chuyện của công ty, của riêng, của gia đình, của em chồng, của chú chồng, của cậu chồng đem về để bàn bạc chung. Không phải là vì ảnh sợ tôi, nhưng mà that's a mutual agreement, that's a mutual relationship. Nếu mà mình đã là bạn, mình đã là vợ chồng, cái gì cũng chia ngọt sẻ bùi hết. Thì trong quan hệ có những cái khúc mắc, chồng tôi giỏi hơn tôi rất nhiều, chồng tôi có master, tôi chỉ có 4 năm thôi. Chúng tôi đều đi làm ăn lương, không có làm business. Những cái vấn nạn của chúng tôi thường là xung quanh con cái, lúc đầu với là công việc của công ty, hoặc là điêu biết trong gia đình. Chúng tôi không giàu hơn ai hết, nhưng mà cái respect, the respect and the love and the care and the share to each other is always there. Thì tôi nghĩ là cái ý kiến của tôi nhiều lúc đó, nó nói theo tiếng miền Nam là vô duyên đó, tại vì tôi còn không có giỏi bằng ai hết. Nhưng mà ổng cũng nghe, ổng nghe rồi ổng nói ồ có cái này hay nè, cái này là your point of view, tức là cái ý kiến của tôi hoặc là cái cách nhìn của tôi. Còn ổng thì ổng biết nhiều hơn. Còn bản thân tôi thì lại khác. Bản thân tôi thì tôi lại không thích đem chuyện của ngoài đem vô, tại vì I don't like to talk that much, and tôi không thích gossip. Đàn bà mình bị mang tiếng rất là nhiều trong công việc làm rồi, đi tiệm nail hoặc là đi những chỗ Việt Nam, tôi thường tôi lánh xa những cái câu chuyện của gia đình người ta, tại vì nó làm cho tôi nặng nề lắm. Tôi không thích nói thì ảnh lại buồn, ảnh nói là tại sao tôi không có những cái nọc lòng, những cái headache của tôi không có chia sẻ. Nói stupid, you are so loved. Và anh đừng nên biết nữa, anh được thương quá nhiều rồi, em không muốn anh khổ nữa. Những cái chuyện này nó không có đáng. Nó không đáng để đem vô cái gia đình mình. Nên tôi không có dám nói là ông chồng bực bội vì không nói cho bà vợ muốn biết nhiều vì curiosity. Mình không biết. Nhưng mà tôi chỉ chia sẻ gia đình tôi như vậy thôi. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Từ mình có một câu hỏi thì lát nữa mình sẽ đặt tiếp. Trước khi mà đặt câu hỏi thì để mời một khán giả tiếp theo ạ.
Hello. Dạ, mời chị. Dạ, ok, thì tôi cũng chỉ góp ý cái phần mà hồi nãy cái anh đó, anh nói là ảnh cưới vợ sau 2 tuần thì là ảnh ly dị đó. Thì tôi thấy đó là điều đúng chứ không sai. Một người đàn bà là không nên đem chuyện phòng the của mình mà mới cưới về có 2 tuần mà đi kể cho người khác nha. Tôi thấy đó là không đúng, có một người đàn bà không đàng hoàng. Chuyện phòng the là chỉ có ở nhà mình biết thôi, thì tại sao lại đem đi ra nói cho mọi người nghe? Cái đó là tôi thấy tôi đồng ý với cái ý kiến của ảnh. Dạ, dạ chị Hút gặp dùm ảnh rồi. Dạ. Chị gọi từ đâu vậy chị? Dạ. Chị gọi từ đâu vậy? Hello? Dạ, chị gọi từ đâu? Dạ, ở Việt Chi Nha chị. Ồ, và chị Nha, quý danh của chị là gì ạ? À, tôi muốn giấu tên. Giấu tên. Dạ. Dạ vâng, cũng cảm ơn chị nhiều. Dạ. Tôi thấy là cái đó là không nên. Tại vì người đàn ông mình có xin ý kiến người ta thì mình nói, nhưng mà đừng bao giờ kể cái chuyện phòng the. Đối với tôi, bạn bè tôi cũng vậy. Những người mà nói như vậy tôi bỏ tôi đi, tôi không bao giờ tôi nghe hết á. Dạ. Cái đó là không đúng, đó là cực lắm. Dạ. Dạ. Dạ, tôi chỉ thấy ý kiến đó. Quá hay quá. Hay tuyệt vời. Dạ. Không nên che, chỉ nên khen thôi. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà chẳng nghĩa là phải nói rằng là cái chuyện mà phòng the mà đem ra nói thì chuyện đó nó quá quá sức thiệt, cái chuyện đó không có nên đồng ý như vậy. Dạ. Và chúng tôi mời một khán giả trên đường dây. Hello. Dạ. Hello, phải tôi không? Dạ thưa anh, đúng. Dạ. À, vâng, tôi là chú Vinh ở Maryland. Chào chú Vinh. À, tôi xin chào cô Tường Minh. Chào anh Phạm Châu và chào anh Vũ Kiểm. Dạ. Về tại hôm nay tôi có 2 ý kiến để góp ý. Dạ. Thứ nhất là những cái chuyện khó khăn ở trong cuộc đời. Tôi quan niệm mình là người đàn ông, mình lèo lái gia đình, mình điều khiển gia đình. Mình phải đương đầu với mọi sự khó khăn và tự giải quyết. Cho nên suốt 48 năm sống với vợ tôi, những cái chuyện khó khăn từ khi mới qua Mỹ, từ khi đi làm đủ mọi chuyện, lao động chuyện gì cũng làm hết đó. Và sau này đi làm ở sở, làm về công chuyện giống như là professional, thì tất cả cái khó khăn ở sở cũng có, nhưng mà không bao giờ tôi đề cập đến với vợ. Tôi muốn người đàn bà chỉ lo cho chồng, cho con, cho lo chuyện nhà. Những cái chuyện đó nói chỉ làm, thứ nhất người đàn bà cũng không giải quyết được, và thứ hai lại là lo âu thêm. Thành ra những cái chuyện đó tôi không chia sẻ và tôi giữ lấy cái chuyện đó. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, người vợ nói xấu chồng thì vợ tôi tình cờ qua điện thoại tôi nghe được nói xấu cha mẹ tôi. Nói ông bà này hồi đó lo dẫn con cái đi ăn đi uống mà không có mua nhà cửa này kia, tôi nghe. Rồi sau đó nói xấu tôi với mấy người bạn, tôi nghe, vẫn nghe, nói lại. Những cái chuyện đó tôi không có tức và tôi cũng làm thinh. Tôi không hề đề cập, không hề hỏi vợ tôi, không nói gì hết. Bởi vì tôi quan niệm, nếu mà nói như vậy, thứ nhất là đó là một cái tật rồi, không sửa đổi được. Con người ta từ nhỏ tới lớn mà có tánh, có tật thì khó sửa đổi. Cho nên tôi nghe, tôi làm thinh, tôi nhịn nhục được. Và tôi quan niệm là người đàn bà, người vợ nói như vậy thì người ngoài sẽ đánh giá trị người vợ, chứ là người đó là người không tốt, người này kia, không cần tôi phải nói. Đó là 2 cái ý kiến của tôi đóng góp ngày hôm nay. Xin cảm ơn đài. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm nữa. Dạ, thưa anh, ý kiến thiệt là chính xác. Dạ. nghĩa là có cấm kỵ không chú? Dạ, chú nhìn được, nghĩa là cũng không có gì cấm kỵ không? Trời đất ơi, nhìn là giỏi lắm á, không khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Dạ. Cô Tường Minh, kể cả cái vấn đề mà anh bạn hồi nãy, anh Hùng anh gì đó có nói, vấn đề chăn gối, vấn đề gì cô muốn nói, cái đó không có cái gì xấu. Nếu đó là một cái sự thật không thay đổi được thì chẳng có cái gì mà xấu hay tốt. Nhưng đúng mà mình như là vậy, người nói anh. Ra, yeah. Người ta đánh giá trị mình. Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn anh thiệt là nhiều. Yeah. Yeah. Cảm ơn chú Vinh. Dạ, chú Vinh mượn làm sống đó. Dạ, nói cho phòng bên kia nghe đó. Có bạn nghe nè, có tôi đồng ý, chút lâm chừng lên tiếng này. Cảm ơn chú Vinh và mời một thứ giả tiếp theo ạ. Hello, xin lỗi, phải tôi không? Dạ đúng vậy. Tôi tên Quang, tôi ở Fort Worth,
Chào chú Quang. Tôi cũng muốn góp ý kiến về cái vụ của cái anh kia đó. Dạ. Dạ vâng. Anh kia chứ không phải là anh Cơ nhá. Anh kia. Dạ. Dạ. À, cái anh mà vợ đi nói xấu á. Dạ vâng. Tôi có cái như thế này nè. Khi lúc trước tôi có đi làm ở nơi chợ Việt Nam. Dạ. Thì có hai cái cô khách hàng này có vô, tại vì tôi nhìn giống người Mỹ lắm. Tôi nhìn vô tôi là 100% là người Việt Nam, mình tự nghĩ tôi là người Mỹ. Dạ. Rồi cho nên tôi bán cá cho hai cái cô này mà có tin là nửa tiếng đồng hồ, mà tôi nghe hai cái cô này nói với nhau về cái chuyện mà chăn gối vợ chồng á. Dạ. Tôi nghĩ ở trong đầu tôi nói trời ơi, hai cô này là tuyệt đỉnh, trên tuyệt đỉnh luôn á. Nói mà mình thấy ngứa người luôn á. Xong rồi tôi, hai cái cô này mua cả 70+ đồng tiền cá của tôi, tới hồi tôi hỏi mấy cô bằng tiếng Việt. Trời ơi, hai cô nhìn tôi mặt hai cô đỏ như màu gà vậy đó. Cảm ơn anh. Tôi lại bỏ cái cho tôi lại, xong rồi đi thẳng một mạch ra xe rồi đi luôn. Mấy tháng sau không thấy đi chợ luôn. Thiệt. Dạ, anh nãy anh nói tên gì hả? Quý danh của anh là anh gì? Quang. Anh Quang. Dạ. Dạ. Tôi tên Quang. Dạ. Anh Quang à, lần sau á, anh đừng có nói tiếng Việt để còn nghe nữa chứ anh ơi. Trong nói tiếng Việt thì làm sao mình biết họ muốn chặt cá như thế nào. Sổ tiếng Mỹ, tiếng Mẻ gì, cung mới star gì. Comesta, chop. Dạ bộ là Mễ không biết nói tiếng Mỹ à, ra dấu đi anh. Dạ, next time tôi còn quay lại. Anh thấy anh mất mối chưa? Dạ, người ta mua 70+ đồng tiền cá, bây giờ là từ đó rồi sao người ta không quay lại nữa? Thiệt à. Tôi cảm thấy hai cô này là tột đỉnh trên tột đỉnh luôn á. Dạ, rồi còn một cái vấn đề nữa là đúng, vợ chồng á thì cái chuyện gia đình với bàn bạc với nhau thôi. Bàn về chuyện gia đình chứ không nên bàn về chuyện công sở. Không nên bàn về cái chuyện mình làm như thế nào. Tại vì nếu mà mình bàn về cái chuyện công sở đó, nó nhức đầu lắm. Với hơn nữa, mấy bà phụ nữ á, bàn là mấy bà ấy bàn tới luôn á. Bà ấy bàn tới bàn đề luôn á. Yeah, cho nên là mình chỉ bàn thảo về cái vấn đề gia đình thôi, chứ còn ngoài cái vấn đề gia đình thì người phụ nữ đừng nên bàn thảo, đừng nên hỏi tới, để cho ông chồng ông lo. Tại vì tôi có bà vợ của tôi cũng bành trướng lắm. Bành trướng là sao anh? Bành trướng là sao anh? Bành trướng tức là tiếng của bà ấy là bà nói cả ngày à. Ok. Bà ấy làm câu chuyện với tôi á, là bà phải nói, mà tôi thì lại không có thích nói. Tôi thích âm thầm tôi làm công chuyện à. Yên tĩnh tôi làm công chuyện, nhưng mà có bà là tôi làm không được. Khi nào có ý kiến phải không anh? Yeah. Việt Nam mình, người phụ nữ Việt Nam mình có rất nhiều các bà, các chị thích nói lắm. Làm thì ít mà ra quân thì nhiều á. Dạ, dạ, cho nên là không. Người phụ nữ Việt Nam mình như vậy, cho nên vợ tôi là tôi chỉnh hoài à. Mà chỉnh được không ạ? À, tôi chắc chắn phải được chứ. Giống như là chú hồi nãy chú nói là chú Vinh, chú nói là cái tật rồi. Bây giờ là thì có chú Vinh thấy được như vậy thôi. Dạ. Cứ cho tô bay, dĩa bay là vài lần là mấy bà ấy tập được liền à. Ây giời ơi. Cứ cho dĩa bay, tô bay vài lần là mấy bà ấy tập được hết á. Ghê. Mấy bà mới tiếc tiền mua đĩa, mới là mua tô lại chứ có gì đâu. Bây giờ mấy đâu, cái... Đâu có sao. Dạ. Đâu có sao. Đập đĩa sành rồi mình mua đĩa giấy về. Đĩa giấy bay đâu có ăn thua. Mình đập đĩa sành rồi mình mua dĩa giấy vậy. Dĩa bạo lực.
Cảm ơn anh nha anh. Vâng vậy. Dạ. Chú có bài như vậy, chú qua có bài như vậy, chú cơ cũng không đủ can đảm đâu. Dạ. Thế nào được. Ok, tôi góp ý như vậy thôi. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Quang nha. Có một cái gọi là, thấy không? Khi mà nói ra thì có vẻ như là đàn ông có nhiều cái điều cấm kỵ hơn là phụ nữ chúng em. Còn một cái nữa là có nhiều người nói là đàn ông rất là không có thích là vợ lục ví hay là coi điện thoại. Cái đó đúng. Cái đó ai cũng vậy chứ. Nhưng mà cái chuyện đó ai cũng vậy chứ. Mấy bà có ưa tụi tôi lục ví không? No, dạ, mấy bà có muốn như vậy, đâu có muốn như vậy. Ví dạ, mình xài chung mà mình cứ để đồ đó, muốn lấy cái, lấy cái thôi. Cái đó đúng. Và tại sao tôi không hiểu được cái này, sự thật là có những phụ nữ lại có những cái suy nghĩ đối với tôi cho là trẻ con, mà vô tình nó sẽ làm thành ra là một cái việc lớn, nó sẽ dặn nứt lớn. Thứ nhất, không tin chồng cho nên mới lục ví. Lục ví là có mục đích thứ nhất là ghen bóng ghen gió, đi tìm truy phone mới anh nay ông gọi cho ai hoặc là này nọ. Chứ tôi không nói tới chuyện tiền bạc. Cái quan trọng nhất đây là ghen bóng ghen gió, kiểm tra. Cái đó không nên. Dạ. Cái đó không nên. Dạ. Mời một số giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ, dạ, mời chị. Dạ vâng. Tôi mở ra tôi nghe thì tôi thấy, tôi nghe cái câu chuyện mà cái anh mà mới lấy vợ được 2 tuần mà rồi anh ấy ly dị vì bà vợ đi nói cái câu chuyện trong gia đình cho một người bạn nghe. Yeah. Thì tôi thấy, theo nhận xét của tôi thấy là rất là cái chị bạn, cái chị vợ mà bị ông chồng bị bỏ, mới lấy 2 tuần bỏ đó, thì tôi thấy là cô đó rất là mắc chi. Thứ nhất, lý do tại sao? Tôi đặt ra vấn đề như thế này. Khi mình nghe bất kỳ một câu chuyện gì mà người ta nói về mình hay là cái gì đó, mình phải nhận xét, mình suy nghĩ đã, rồi mình sửa đổi. Qua những cái câu chuyện nói, tại sao mình không nghĩ tốt cho đối phương? Bất kỳ dù đó là người, câu chuyện đó là người bạn, người em, người mẹ vợ, bố vợ, mình phải suy xét. Nếu đúng như những lời người ta nói về mình như thế, mình có những cái khuyết điểm như thế, mình cố gắng mình sửa chữa. Mà mới có 2 tuần, biết đâu tại sao mình không đọc một cái câu hỏi trong đầu của anh đó, anh đặt câu hỏi rằng là chắc có lẽ là vợ mình đi tìm hiểu thêm, tại mình mới lấy có 2 tuần, có thể là chị đó đi gặp một người bạn tâm sự hỏi xem trong 2 tuần lẽ nó như vậy, nó thế như thế nên như vậy thì phải sao sao. Thì đúng ra nếu mà anh chồng mà nghe được như vậy thì thấy những cái khuyết điểm, những cái gì mà vợ mình cần muốn thì mình sửa chữa, mình đáp ứng đã. Chứ nếu mà lấy nhau 10 năm, 20 năm mà bà vợ đem đi ra ngoài mà mẹ kể đó, thì lúc đó tùy sự nhận xét của người chồng. Yeah. Còn mới 2 tuần mà mình đã đùng đùng mình làm như vậy thì tôi thích, nếu bản thân tôi, nếu mà là tôi thì tôi thấy tôi rất là hạnh phúc khi mới 2 tuần mà người chồng bỏ vậy, chứ còn hơn là kéo dài. Đó, cho nên khi mình nghe bất kỳ một câu chuyện gì nói về mình, mình suy xét nếu thật sự đúng như lời những người bạn nói hay là cái gì, thì mình tự mình cố gắng mình sửa chữa để mình đem hạnh phúc lại cho bản thân mình và bạn đối phương. Còn mới có như thế mà mình đừng đừng rồi mình làm như vậy thì tôi thấy là, theo tôi thì cũng cái cô vợ mà lấy sau chắc có lẽ cũng không có được tốt đẹp gì cho lắm. Thì dạ, theo tôi nhận thấy mình nghĩ tốt cho người ta trước. Đừng bao giờ nghĩ xấu cho người ta trước hết. Dạ. Mình phải nghĩ tốt rồi mình sửa chữa những cái khuyết điểm của mình khi mình nghe được. Mình làm cố gắng mà vẫn không vừa lòng đáp ứng được cái nhu cầu hay là cái nhu cầu, cái thỉnh nguyện của cái người đối phương. Yeah. Lúc đó mình lại ấy, dục tốc bất đạt. Yeah. Mà hoa sớm nở thì bội tàn. Mới 2 tuần mà đã đi với tình trạng như vậy thì tôi nghĩ rằng tôi rất là lucky cho cái cô đó. Dạ. Yeah. Cảm ơn cái khía cạnh của cô đưa ra nhé. Dạ. Yeah. Thêm một khía cạnh nữa cho chúng ta suy nghĩ. Mời một thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ. Mời anh. Dạ em là Anthony, chị Vân. Anthony, dạ chào anh Anthony. Dạ chào anh Công Điểm, chào chú Cơ. Dạ. Dạ. Trời, mà em thấy giữa như là vợ chồng hay là giữa phụ nữ với đàn ông thì em thấy cũng phụ nữ cũng như là một ba cái loài hoa này chị ơi. Lúc đầu là hoa hồng, sau là bắt đầu hoa bông bông bụp, rồi sau bắt đầu là giờ cuối là hoa cẩm chướng.
nên mà dưới mắt đàn ông mình không có gì mà bớt thịt đâu. Hôm nay vậy chứ mai gặp mình mà đồ nói xấu mình cũng bớt thôi á. Không có gì mà dưới mắt, dưới một người đàn ông dưới mắt đàn bà là không có gì mà bớt thịt hết. Em nói thiệt luôn á. Em tưởng đâu hoa cẩm chướng là hoa độc quyền dành cho một người thôi. Mà chỉ biết là phụ nữ như ba là hoa là chỉ biết cách mà cư xử với phụ nữ thôi. Chỉ đến lúc mà cẩm chướng rồi thì thôi. Vậy thấy bồng bột không? Sáng tươi lắm chứ chiều bắt đầu là chiều ý gì bắt đầu sợ nó bụp lại là mà không hiểu nổi đâu chị ơi. Em thấy chứ trời thôi dưới mắt đàn bà thì đàn ông mình không có cái gì với mình đấy. Tụi em có gì với mình đấy. Anh nhìn đặt anh Tony nhìn phụ nữ chúng em rất là xấu. Chúng em nhìn các anh chỉ là một loài hoa thôi. Hoa đồng tiền. Người đàn ông can đảm Anthony. Em vô làm lại đi bên ơi. Chạy nói câu chạy vô. Vậy chạy ra nói câu chạy vô làm lại. Cảm ơn anh Anthony nha. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ thưa anh. Mời anh. Phải tôi không? Dạ đúng. Dạ. Tôi trở lại, tôi là chú Vinh ở Maryland. Dạ. Cái đề tài cô Tường Minh vừa mới đưa ra thêm nữa rất là hào hứng là vấn đề lục ví. Thì vì vậy nó liên quan đến cho nên tôi lên tiếng và đóng góp. Suốt 48 năm tôi sống với vợ tôi, hai vợ chồng. Không có người nào lục bóp hay lục ví của bất cứ người nào hết. Thành ra có vấn đề là kêu bằng là tin tưởng với nhau. Thành ra cái chuyện đó không có. Mỗi lần tôi đi làm về hay này kia là cái bóp luôn luôn tôi để ở trên cái đầu tủ, cái chỗ closet. Còn tiền tôi để trong cái học tủ của cái desk. Tôi để trước thì để tôi đếm đâu này kia mà suốt bao nhiêu năm không hề có cái dấu mà lục hay này kia. Mà cá nhân tôi cũng không lục cái vấn đề đó. Ngay hầu ngày mới cưới giờ tôi đã nói với vợ tôi rồi, vợ chồng sống muốn có cái cuộc sống yên vui thì có hai điều. Thứ nhất, đừng có tranh cãi về vấn đề tiền bạc. Thứ hai, đừng có bao giờ mà có tình cảm lăng nhăng. Và điểm thứ ba, đừng bao giờ nói đem chuyện gia đình người này nói cho người kia, nói xấu gia đình bên vợ bên chồng. Cái đó không giải quyết được cái gì hết. Giữa vợ chồng với nhau có chuyện gì là nói thẳng với nhau. Và nhờ vậy cho nên tuy tôi nói ra có nghĩa giống như là tôi nói vợ tôi có những tật xấu, có những này kia, nhưng mà sở dĩ sống 48 năm là vợ chồng cũng có những cái tốt, những cái hiểu nhau và những cái điểm tôi đặt ra quan trọng thì không có xâm phạm tới. Thành ra vì vậy vẫn còn sống và vẫn còn sống yên vui, lâu lâu có sóng gió lăn tăng chút đỉnh chứ không có sóng gió lớn. Và giờ này tôi vẫn cảm thấy tôi rất hạnh phúc có được người vợ giống như là Tiến Vinh vậy đó. Xin cảm ơn đại. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi trở lại. Chỉ còn vài phút nữa, nếu quý vị còn thêm ý kiến thì mời quý vị cứ tiếp tục gọi vào nhé. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, em đồng ý với chú Minh á. Người nào cũng có điểm tốt, điểm xấu. Bởi vậy hả? Mình nhìn vô điểm tốt người ta là mình sống tốt, là gia đình hạnh phúc vậy thôi. Dạ. Chị, dạ cho biết quý danh đi ạ. Chú hồi nãy là... Ủa trời. Gọi vô nói câu vậy thôi đó. Chú Vinh với phải chú Minh nhé. 713-931-1560. Nếu như mà nói ra thì sao thấy đàn ông có nhiều điểm tối kỵ quá. Nhiều hơn là trong cái ngày thứ 6 mình nói về những cái điểm kỵ của người đàn bà không có thích được bị đụng vào. Đó. Yeah. Nếu mà tính ra rồi thì bên... phía phụ nữ nhiều hơn chứ. Nam thì rắc rối quá. Người nam cứ như thế không được nói xấu bố mẹ tôi, không được lục ví, không được coi điện thoại, không được ôi nhiều quá. Từ từ để lát nữa kể tiếp. Mời một thính giả trên đường dây. Chị ở Đà Lạt. Dạ. Tôi xin gợi ý một chút thì bổ túc thêm một chút về câu trả lời. Tại sao người đàn ông mà lúc nào cũng dành cái quyền mà để mà trả lời giải quyết mọi sự đó. Dạ. Thì hồi nãy tôi nghe anh Kiệt nói
phân tích có một phần của người đàn ông thường muốn giải quyết ngoài việc ngoài tử, nhưng mà thật ra nó là cái bản chất. Nếu cái bản chất của người đàn bà mà nói nhiều thì bản chất của người đàn ông là solution. Tất cả những cái gì đưa đến với người đàn ông là solution. Nếu người vợ đi làm mà có một vấn đề gì đó với ai đó mà muốn về nhà mà tâm sự với người chồng, mà nói chuyện với người chồng thì mà để tìm một sự an ủi thì là sai. Mà nói với người chồng sẽ đưa ra là solution. Con cả không phải đến với một người bố là lúc nào là solution, và đó là cái bản chất của người đàn ông. Đàn ông thích tự mình giải quyết những cái vấn đề hoặc là giải quyết luôn cho người vợ của mình luôn. Đúng, đó là essential, đó là cái bản chất. Đừng bao giờ tìm đến người chồng để mình chia sẻ hay là tâm sự hay là một chân một cái sự như là đồng cảm với người chồng, nó hiểu không? Vì đưa cái vấn đề đến với người chồng thì người chồng sẽ đưa ra, ngay lập tức phải đưa ra cái solution. Đối với người đó là em phải như thế, em phải làm như vậy, chứ không thể phải nói nữa, thế là chỉ thế chứ đừng có tìm. Về mà than thở công việc của em làm thế này thế kia, thì ông chồng đưa ra solution thôi, ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Solution chứ. Không phải làm, không thể phải nói nữa, chứ đừng bao giờ tìm cái sự đồng cảm hay là nơi người chồng đâu. Không có đồng cảm đúng không ạ? À, là kể ông bạn em nó thế này thế kia, thì ông chồng nói vậy thôi đừng chơi nó nữa, xong. Đó là solution. Con cả cái bài khi đến với người cha là lúc nào cũng sẽ có cái solution. Dạ. Người cha không có thông cảm đâu, mà solution. Thằng bạn con là cậu là con đừng chơi nữa nữa. Hay thế này thì kia, chứ không có phân tích là thế này thì kia đâu. Đó là cái đặc điểm của đàn ông. Dạ. Bản chất đấy. À, tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn anh nhiều. Thôi, xin cảm ơn. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chắc là từ Dallas phải không ạ? Vâng ạ. Dạ, chào chú nha, chúc chú một đầu tuần thật là vui ạ. Rồi, good luck. Dạ vâng, đến đây thì thời lượng cho chương trình Cà Phê Sáng đã hết rồi. Hy vọng là quý vị có một khoảng thời gian rất là vui với những nụ cười cùng với chương trình Cà Phê Sáng. Và đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Good morning, sunshine. When os días, rayito de